mọi người. Hiện tại thì hai vợ chồng mình đang có mặt tại nhà thờ gỗ Kon Tum. Đây là một trong những địa điểm rất là nổi tiếng khi chúng ta đến Kon Tum du lịch. Bây giờ thì hai vợ chồng mình sẽ đi vòng vòng tham quan và sẽ quay lại cho mọi người cùng theo dõi ha. Xin mời cả nhà. Ở đây có một tượng Đức Mẹ Ẵm Chúa Giêsu nè. Ở bên đây có một cái cây gỗ cũng rất là to nữa. Bây giờ mình sẽ đi lại nhà thờ gỗ. Mọi người đến đây tham quan rất là đông, tham quan chụp ảnh. Khuôn viên nhà thờ thì bây giờ cũng rất là nắng lên rồi, nhưng mà không khí thì tầm chừng 20-21 độ C gì đó, cũng còn lạnh. Đây là khung cảnh ngôi nhà thờ nè mọi người. Tất cả thì được làm bằng gỗ hết ha. Mọi người đang chụp hình ở trên đó rất là nhiều. Anh em cười lên, cái xe đang cười. Cười hết phần của anh em. Anh Cường có đông không ạ? Ở nơi đây thu hút khách du lịch rất là đông nha mọi người. Ai tới đây cũng vào tham quan nhà thờ, rồi check in chụp ảnh để làm kỷ niệm. Không khí ở đây thì rất là trong lành, mát mẻ. Bây giờ thì mình sẽ vào bên trong khuôn viên nhà thờ để cho quay cận cảnh cho mọi người cùng xem ha. Cây này nó bị mọt ăn rồi. Nhà thờ này cũng là rất là lâu đời. Này làm gỗ luôn mọi người. Tất cả đều là gỗ hết. Toàn là gỗ hết luôn nha mọi người. Mình nhìn nó giống như là cửa sắt vậy anh ha. Nhưng mà làm gỗ hết phải không? Làm gỗ hết luôn. Em gỡ gỗ thử coi. Nhìn em tưởng đâu là cửa sắt không á anh. Tiếc là bây giờ nhà thờ đóng cửa, mình không có vào bên trong được. Tường nó bằng gì? Tường là bằng tường nha anh. Chỉ có cây nè, cửa nè. Cột ở trên đây đều là gỗ. Ở đây người ta lại tham quan cũng nhiều ghê anh ha. Ai cũng ghé đây chụp hình. Theo thời gian năm tháng thì mấy cây cột này nó cũng bị hư hao một số ít rồi nè mọi người. Anh mình lại đây nè. Mình quay phía bên trong nhà thờ một xíu đi anh. Bên trong nhà thờ rất là đẹp nha mọi người. Không, mình có thể đi qua bằng cửa hông. Cửa hông có mở cửa. Đi mình cứ đi quay vòng vòng một vòng đi anh, rồi mà mình vô nhà thờ.
sàn, ở dưới sàn nè, rồi trên lan can đều cũng là đều bằng gỗ hết. Mọi người đến đây chụp ảnh check in rất nhiều mọi người. Đẹp không Giang? Đẹp, đẹp. Đây quá mấy chị. Đây là cái hành lang bên bên hông nhà thờ nha cả nhà. Tất cả các sàn hay là lan can đều là làm bằng gỗ hết. Trong đây rất là mát mẻ luôn mọi người. Để nhìn phía bên trong. Phía trước có một cái cây rất là lớn luôn. Bên hông có mở cửa nè anh. Bên hông có mở cửa nè, mình vào nhà thờ không? Sẽ đi vào bên trong. Bên trong đây các ở cái cây ở trên này đều là gỗ hết, hoàn toàn là gỗ hết. Những cây cột rất là to. Bây giờ thì hai vợ chồng mình sẽ vào thăm khuôn viên ở trong nhà thờ nha cả nhà. Nè mọi người xem là tất cả các cây cột hay là ở trên nóc á, đều được làm bằng gỗ hết luôn. Mấy cây cột rất là to. Ở bên kia cũng có một nguyên bộ dụng cụ âm nhạc là bằng cồng chiêng nữa kìa mọi người. Ở trong bên trong nhà thờ gỗ rất là mát mẻ. Ở dưới sàn cũng là gỗ luôn á mọi người. Có nguyên một bộ nhạc cụ dân tộc bằng cồng chiêng. Không biết ở đây mấy giờ lễ. Nếu mà mình ở đây kịp lúc đi lễ thì mình sẽ tham dự thánh lễ ở đây. Và để xem thử coi là nhà thờ mấy
các bạn ca đoàn sẽ sử dụng mấy cái dụng cụ này như thế nào, tại vì nó rất là lạ hơn so với những nhà thờ mà mình đã đến rồi. Ở đây là miền Tây Nguyên cho nên là chắc có thêm các nhạc ngay, dụng cụ cồng chiêng. Bên đây là khu vực dành cho ca đoàn. Mình vào đây thì đi chậm nói khẽ, vì đây là nơi tôn nghiêm, không được làm ồn. Đây rất là nhiều ghế ngồi luôn. Mình nghĩ là nhà thờ chắc bình thường cũng người dân đi lễ cũng rất là đông. Phía bên này là trên chỗ cha làm lễ, trên cung thánh. Đây có một tượng của thánh như thánh như xe. Ở dưới đây này là một cái gỗ rất là lớn. Ở trên cung thánh mọi người nhìn mấy cái quả tiết nhìn rất là đẹp luôn đúng không? Đẹp hả anh ha? Và đây là những cái để đựng tiền thao á mọi người. Cũng lạ hơn những chỗ khác nữa. Chắc ở đây là Tây Nguyên cho nên nhà thờ đã dùng những cái gù như vậy nè. Nhìn rất là dễ thương luôn ha. Phía trên nữa kìa, nhưng mà phía trên chắc là không có để gì, chỉ là ở khu vực phía bên dưới này thôi.
Thắng đi. Thắng đi. Rồi anh quay vòng vòng đi nha, em đọc kinh xíu. Vừa mới đọc kinh xong và anh có thấy ở đây lạ một điều là Chúa Giêsu đứng ở đây mà Đức Mẹ đứng ở trên không? Em nói gì? Đó, Đức Mẹ đứng phía trên cung thánh. Rồi thấy Chúa rồi. Giêsu đứng bên đây. Mình mới có hơi khác ha. Cái khác hơn những nhà thờ khác ha. Mình mới đến đây lần đầu tiên, cũng chưa biết gì nhiều về ở đây, cho nên là mình cũng đang thắc mắc không biết tại sao mà Đức Mẹ lại đứng ở đây và Chúa Giêsu thì đứng phía bên này. Anh có thấy là Chúa Giêsu này giống Chúa Giêsu ở đâu không? Nhớ không? Nhớ giống Chúa Giêsu ở đâu không? Có hai miếng vải, một bên đỏ một bên xanh. Ở đâu? Ở nhà thờ Cha Long. Đúng rồi, nhà thờ Cha Long. Ở nhà mình cũng thờ Chúa Giêsu đó đó. Chú thế. Để mình sẽ về search Google và tìm hiểu về nhà thờ này nha mọi người, chứ mình không biết nữa, tại thấy lạ hơn ở những chỗ nhà ngoài kia khác có các bạn mình đến rồi. Rồi bây giờ hai vợ chồng mình đã quay xong cái trong khuôn viên nhà thờ rồi ha, thì bây giờ sẽ đi ra ngoài quay những cảnh phía bên ngoài cho mọi người cùng xem. Ở đằng đầu có bảng lên đó. Bảng đây là cái bảng luật sử về giáo sứ chính tòa Con Tum nha mọi người. Năm 1856, cha Hòa từ trung tâm truyền giáo Bơ Nông, cũng gọi là Bơ Nông, nay thuộc tỉnh Đắk Lắk, lên giúp cha Do tại Rơ Hai và đã lập làng Đắk Tum, Con Tum. Một số người dân tộc làng Bơ Nông và người Kinh cùng đi với cha Hòa và người nhà của cha Do là những giáo dân đầu tiên của họ đạo Đắk Tum. Sau đó, làng Mô Ơ bên kia Tum và làng Con Trang, Ô Sáp nhập với làng Đắk Tum. Ông A Bâu là ông nội của Linh Mục An Tôn Đen, là người đầu tiên của làng Con Trang O xin nhập đạo. Năm 1861, cha Hòa qua đời. Địa sở Đắk Tum được trực thuộc giáo sứ Rơ Hai, cha Do 22, cha Hu Gon Xuân xin ở quên
Cha về đây á, là từ năm 1973 đến năm 1876, và cha Phêrô Nguyên về đây để coi quản nhà thờ, đó là từ năm 1877 đến năm 1882. Ngày 7 tháng 4 năm 1913, cha John Sơ Đệ khởi công xây dựng nhà thờ gỗ mang tính hội nhập văn hóa dưới sự chỉ đạo của cha bề trên Kemlin, kiến trúc sư bản vẽ. Ngày 6 tháng 1 năm 1918, Đức cha Semindrot, giám mục phó giám mục Đông Đàn Trong, Quy Nhơn, cử hành thánh lễ cung hiến nhà thờ với thánh hiệu Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Diện tích nhà thờ là 703,8 m², dài 47 m, rộng 15 m, cao 12 m, tháp 24 m. Vậy là nhà thờ này là nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, cho nên là Đức Mẹ đứng ở trên đó. Ngày 19 tháng 7 năm 2017, Đức cha Aloysio Nguyễn Hùng Vị bổ nhiệm cha gia cô bê Trần Tấn Việt làm chính sứ. Năm 2020, cha gia cô bê đã cho bắt hệ thống chữa cháy tu sửa lại nhà thờ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khắp khởi mừng. Nếu như vào năm 1856, với ngôi nhà thờ nguyện đầu tiên bằng tranh nứa nơi ngôi làng nhỏ Đắc Tâm, số tín hữu chỉ vọn vẹn vài người, thì đến năm 2020, giáo xứ chính tòa Cơm Tâm có 10 giáo họ, gồm 11.892 tín hữu Bana và Rengao, 41 chú giao phu, 122 giáo lý viên. Tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân Chúa vẫn tiếp tục tuôn đổ đến những người con Bana, Rengao. Tình thương Chúa đời đời con ca tụng. Nè, đây là giáo xứ từ lúc mà mới hình thành, mới lập cho tới bây giờ luôn nè anh. Một ngôi nhà nguyện đầu tiên nhỏ như vậy là bây giờ thì nó đã khang trang và rộng lớn như vậy. Rồi, mình đi quay một vòng qua bên kia. Đây ha. Ở đây không khí mát mẻ rồi, du khách đến đây người ta cũng chụp hình check-in rất là nhiều. Hôm nay Chủ nhật thì mình đã buổi sáng thì mình đã đi nhà thờ ở Măng Đen rồi, cho nên là mình đã dự thánh lễ ở đó, và bây giờ thì đến đây thì đã không kịp lễ. Tới 4 giờ chiều ở đây mới có lễ nữa nha mọi người.
Chủ nhật là có lễ lúc 5 giờ sáng, lúc 7 giờ rưỡi và buổi chiều là 4 giờ rưỡi. Cũng giống như ở nhà thờ của mình ở thành phố Tân An. Con muốn vô nhà thờ hả? Ở bên trong có cái cửa mở vô con mới ra nè. Dạ. Ở bên trong có cái cửa để mình vào nhà thờ đó. Dạ. Nhìn rất là đẹp hả mọi người. Khác với những chỗ khác là tất cả là đều làm từ gỗ hết. Nó có cái nét đặc trưng riêng của nó, có cái nét hay của nó. Cho nên là nó rất là, nhà thờ rất là thu hút khách du lịch luôn. Và mình sẽ qua tượng đài. Tượng đài Đức Mẹ Chúa Giêsu. Đây là tượng của Đức Mẹ Bồng Chúa Giêsu khi chết nha mọi người, và ở trong khuôn viên này có một cái mộ, đó là nơi an nghỉ của Đức Cha Alexander Phạm Văn Lộc, giám mục Việt Nam. Sinh năm 1919 và mất năm 2011. Có nhiều người nói là đạo Công giáo không có đốt nhang thờ cúng ông bà đồ này kia, thì không phải nha mọi người. Nè, mọi người vẫn thấy mộ cha thì ở trong khuôn viên nhà thờ thì mấy cha vẫn đốt nhang đồ bình thường. Bây giờ mình muốn đốt nhang nhưng mà hai chồng mình không có hộp quạt, vẫn bình thường hết nha mọi người. Cái gì chứ cũng ông bà tổ tiên mình là cũng là trên hết đó. Bên đây cũng có một cái cây rất là to mọi người, nó cái gốc rất là lớn. Wow.
bây giờ sau khi mình đến tượng Đức Mẹ xong thì mình sẽ đi qua bên bên cái bàn thờ bên đây nha mọi người. Đây chắc là tượng của cha. Nè mọi người, đây cũng có một cái cây rất là lớn nè mọi người. Vô cây đứng rất là mát. Bây giờ thì mình sẽ đi xuống đây. Đây chắc là nhà nơi ở của các cha và các thầy. Ở đây cũng được làm bằng gỗ luôn. Không, cái này làm bằng bê tông rồi. Nhưng mà cái này giả gỗ thôi. Cái này làm bằng bê tông nha mọi người. Không có. Mấy cái này nè thì làm bằng gỗ. Bằng gỗ không? Không, cái này là bằng bê tông. Bằng gỗ là cầu thang rồi nè. Đây chắc là nơi ở của các cha. Em thấy có mấy cái cô hồi sáng ở nhà thờ Măng Đen với mình á anh. Có không? Có. Mấy cô đó cũng xuống tới đây rồi đó. Đã đứng rồi hả? Dạ không, đứng hồi nãy đứng đằng đó đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua khu bên này. Ở bên này có quán cà phê. Nhà thờ gỗ. Mọi người có thể ghé đó. Phía sau đó hình như là có các em nhỏ đang học giáo lý hả mọi người, đang sinh hoạt hát hò phía sau rất là vui. Còn bên đây
phía sau đó đó anh. Chắc là hôm nay chủ nhật á, mấy đứa nhỏ nó học giáo lý cho nên là đang sinh hoạt ở ngoài sau. Ở trong đây nè, anh đi vô đó đi. Có có hình của các cha. Ở đây là khuôn viên của quán cà phê luôn nha mọi người. Còn đây là khuôn viên quán cà phê nha mọi người, cũng được làm bằng gỗ luôn. Quán cà phê rất là đẹp. Đẹp ghê. Mấy cái đó là làm là rất là công phu luôn á. Ngày ngày đã cho con. Ở phía dưới này có phòng khám bệnh miễn phí của nhà thờ luôn nha mọi người. Nè, phòng khám bệnh nhân ái. Rồi, có xe ra, có xe cấp cứu luôn. Dạ mọi người ơi, vậy là hai vợ chồng mình đã đi tham quan xong khu nhà thờ gỗ ở Kon Tum rồi nha mọi người. Vì bây giờ hai vợ chồng mình sẽ nghỉ ngơi, ăn trưa rồi sẽ đi vào khu du lịch tiếp theo nữa. Mọi người xin hãy cho hai vợ chồng mình một like và một đăng ký nha. Kính chúc mọi người có ngày chủ nhật thật là nhiều tốt lành ạ. Bye bye.